Hello anh em, chào anh em đã quay trở lại với channel của Bụng Đại Gaming. Thì trước khi bắt đầu video thì mong anh em bỏ ra chút thời gian cho mình like của chúng ta một lượt đăng ký kênh, có thêm động lực làm cả cái video tiếp theo. Và bây giờ chúng ta sẽ đi đến với chi tiết video ngày hôm nay. Ở video trước mình đã build nhân vật Summoner dạng là tốc độ đánh cao nhất 188/188, và nó mang lại một hiệu quả cũng không quá là tệ khi mà đạt được lượng đam khá là khủng với 1.220.000 đam trên con quái. Đó là lượng đam cao nhất mà con sung đó đã có thể gây ra. Nhưng đổi lại, khi mà mình không tăng quá nhiều vào khả năng tấn công thành công thì lượng mít đam xảy ra rất là nhiều. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với nhân vật Summoner, nhưng mà ở dạng là lượng đam cao nhất, tức là chúng ta sẽ để tốc độ đánh tối thiểu và dồn hết tất cả mọi điểm về NE, và để thử xem cái tên này thì nó có mang lại hiệu quả hay là không nha nhé. Rồi, về đồ trang bị của em nó thì sẽ gồm những gì? Về trang bị của em nó thì nó cũng giống như các cái phía trước, thì vẫn là một cái Wing Sung cộng 15 và thì lên mình đẹp 6, vẫn là sẽ đáp lô cũ, không có gì thay đổi với Rasta và HPDD hoặc là AGHP, vì là tăng thêm máu cho nó. Một cặp Earring vẫn là Earring cộng 15 bao Attack Speed và hồi AG. Có một cái khác ở đây là cái vũ khí Brilliant Stick này thì mình đã sửa lại ở dòng ộp Harmony. Bây giờ Harmony mình sẽ lấy chủ yếu là Attack Success Rate, tăng tỷ lệ tấn công nên thêm đặt thành công lên quái vật thêm 500 điểm. Tương tự nó cũng sẽ là 500 điểm đối với cái Brilliant Box sách thuật nha anh em. Và vẫn là một cái Brilliant ộp cuốn sách Master mới, khi mà ở season cao thì nó mới có rồi. Brilliant ộp cộng 15 và tiếp tục là một con sói vàng. Rồi, ở video trước thì bảng C của chúng ta sẽ chủ yếu là tăng vào Agi để lấy tốc độ đánh là 188/188, nhưng bây giờ mình đã sửa lại thành full NE. Bây giờ lượng NE của mình khi mà chưa có F-book nó đã đạt đến là 3.500, hơn 3.500 năng lượng nha nhé, rất là khủng khiếp đối với một server đánh reset. Đây là một con số khá là cao đấy nhé. Và lượng đam nguyên rủa chúng ta đạt được là 34.500, còn với 15.000 là chúng ta đạt được 50.000 rồi đấy nhé. Quá là ngon, hơn 10.000 so với ở video trước mình đã tăng với là bắt tốc độ đánh, và lượng tốc độ đánh của chúng ta bây giờ đạt được chỉ là 131/188. Nếu anh em mang một lên một con gửi như là Holy hoặc là vừa ma chẳng hạn thì chúng ta sẽ cộng thêm 7 speed nữa và chúng ta sẽ đạt được là 138/188 nha anh em. Đấy, đó là một số lưu ý ở bảng trong con đồ C như này. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nói đến bảng Master Level 400. Thì ở đây thì mình giảm tốc độ đánh đi, thì mình giảm cái khả năng hồi lại AG, vì tốc độ đánh chúng ta thấp, khả năng ra đòn thấp thì cái sự hao hụt về AG đó cũng sẽ giảm đi rất là nhiều. Và mình thay vào đó mình sẽ dồn thêm 2 điểm vào NE và dồn tiếp 10 điểm thành 20 điểm ở Attack Success Rate để giảm cái tỷ lệ mid đam của em Summoner của chúng ta. Nhưng mà thực tế mình nhận thấy thì nó không có thay đổi quá nhiều khi mà nhanh nhẹn của chúng ta tăng hơi ít, vì mình đang để là nhanh nhẹn là tối thiểu cho nhé, thấp nhất có thể. Và ở các cái bảng khác thì mình cũng không có thay đổi gì quá nhiều khi mà đang mắc vào các cái ô mà có thể tăng đa đấy, 17 20 20 17, để có thể có một lượng đam cao nhất có thể. Rồi, tiếp tục đối với bảng Master Level 800 thì sao? Master Level 800 thì cũng càng không có gì thay đổi, mình chỉ sửa một chút ở Bleeding thay bằng băng đó, không khác gì nhiều nha nhé, chỉ sửa cái này thôi, còn lại tất cả pool của chúng ta sẽ dồn hết vào NE. Đấy, anh em có thể thấy NE của bây giờ chúng ta là 34 này, 35.000 này, cộng 15.000 này, gần 50k rồi đấy. Rồi, chúng ta sẽ cùng check qua một về đám của em nó xem như thế nào nha nhé. So với ở Consumer Max Speed thì lượng đám của em nó khi mà gây ra ở cái map cuối cùng là map Init thì nó sẽ là 1.220.000 đi nhé, khá là cao đấy, dù rằng là max speed đấy. Lượng tổng NE mà mình tăng là 2.500, thay vào đó thì mình sẽ dồn 1.000 điểm lên Agi. Và bây giờ mình dồn hết điểm xuống NE thì thử xem lượng đam nó có thay đổi nhiều không. Trước tiên chúng ta sẽ nói về tổng đam. Tổng đam em nó gây ra là 4.500, gần 4.600, so với con max speed thì nó cũng tương tự là gần như nhau. Khi mà max speed thì lượng đam ta gây lên một giấy ấy, là nó cũng vào khoảng là 4.600 nhé, đấy, trong khoảng 4.680, 4.650 như đấy. Nhưng mà KDA là cũng sẽ không thay đổi quá là nhiều khi mà chỉ là 0.54 hoặc là 0.55. KDA là mình nói là gì? Đó, cái khả năng mình diệt quái vật trên 1 giây, đó, bao nhiêu mình diệt bao nhiêu con quái vật trên 1 giây.
0,55, tức là cứ một giây mình sẽ giết được 2 con này. À, 2 giây mình mới giết được một con nhé nhé. Còn một giây thì mình chỉ đánh được nửa máu của con quái thôi. Đấy. Rồi chúng ta cũng kết quả thử lượng đam của em nó. Đối với cái dòng này mình nói trước với anh em ưu điểm của nó thì là lượng đam cao, đấy, lượng đam cực kỳ khủng. Đam hít nào hít đấy ra gì luôn, cực kỳ ra gì và này nó đổi lại. Cái nhược điểm của em đó 1.274.000 rồi anh em, bằng với cái con Summoner Max Pick khi mà có e-book luôn đấy. À, nhược điểm của nó là gì? Nhược điểm của nó thứ nhất mình nói phủ yếu này, đối với con Summoner khi mà chúng ta đi đến là solo á, solo mà Max Pick á, thì lượng đẹp nó lên đến 13.000 đến 14.000 cơ. Rất là cao. Khả năng mid down nó thì cũng đỡ đi rất là nhiều, nhưng mà anh em cứ theo mình là Ảm Harmony dòng là tăng tấn công thành công đấy. Và một ưu điểm nữa là anh em để ý là vì mình tăng chủ yếu vào NE thì đẹp ta cũng giảm đi rất là nhiều, và khả năng trù phù mạp của cái nhân vật Summoner này cũng rất là khổ anh em, mua rất là nhiều máu và rất là tốn máu. 1.278.000 hơn được 50k đam. Ôi ôi, anh em thấy không, cũng có khác biệt quá nhiều. Max speed so với không max, so với max NE thì max NE nó không mang lại cho chúng ta có quá nhiều đam như nhé. 1.272.000 kìa, thậm chí là mid đam nhiều hơn nữa. Đây là ở session 18.1 và server mình đang chơi là server view mùa online nhé, và mình đang ở server test. Anh em thấy hay thì luôn luôn nhớ ủng hộ cho mình bằng cách là nhấn like và click vào nút đăng ký kênh và nhấn vào hình quả chuông bên cạnh nhé, để nhận thông báo mới nhất. Và anh em đừng quên để lại cho mình bình luận suy nghĩ và cảm nhận của anh em về cái nhân vật Summoner hôm nay nha. Rồi 1.278.000 không thể cao hơn, 1.177.000 và lượng đam trên dây nó cũng thay đổi quá nhiều. Em thấy không? Đó rất là rõ ràng luôn. Hơn 1.000 NE mà sự bài kiểm tra của mình là gì? Hơn 1.000 NE mà sự hiệu quả mang lại không đáng bao nhiêu, thì chỉ hơn 50k đam. 50k đam anh em cứ tưởng tượng nó sẽ rất là lớn, nhưng mà so với con số là 1 triệu đấy, so trên con số là 1 triệu thì nó không phải là thay đổi nhiều khi mà mình đánh đổi quá nhiều thứ. Mình đánh đổi vào tốc độ đánh, mình đánh đổi vào khả năng tấn công thành công của quái vật, mình đánh đổi bằng lượng đẹp đó. Từ đó mình đánh đổi bằng khả năng trụ được. Thì khi mà đi solo thì mình khuyên anh em là không nên tăng súng theo dạng max NE như vậy, mà nên tăng theo dạng max speed như nhé. Cái lượng đam giết, cái lượng khả năng giết quái của em nó sẽ không thay đổi quá nhiều đấy. Nhưng mà khả năng trụ đường của anh em khi mà anh em tăng max speed nó sẽ mang lại rất là tốt hơn, so rất là nhiều so với cái dạng mà max NE như này, max năng lượng như này. Rồi bây giờ mình cũng sẽ như cái bài test ở trước, mình sẽ đưa E lên để sự xem có nhiều thay đổi hơn so với. Rồi bây giờ cũng giống như ở video lần trước, mình sẽ đưa thêm e-book của mình lên và chúng ta sẽ test thêm để như mà đi trên với có thêm e-book thì lượng đam của em nó có thay đổi khác bọt nhiều không, và khả năng trụ đường của em nó là như thế nào. Rồi khi mà có e-book lên thì thay đổi của chúng ta là gì? Thay đổi của chúng ta cũng sẽ là gồm những 5 cái book cơ bản của e và chúng ta sẽ có thêm được AG ở cột tím, thì chúng ta có thể tung skill liên tục không bị delay bởi khả năng hao hụt tím. Rồi tiếp chúng ta sẽ có thêm 10 lên được 10.000 máu, và lượng đẹp bây giờ của chúng ta là 14.537, cũng sẽ giống như ở video kia đấy. Khi mà anh em có thêm một e-book thì đi theo dòng này cũng không có quá là nhiều trở ngại đối với khả năng trụ đường nhé. Đấy, một tốc độ đẩy thì bây giờ lên đến 143/188 đấy, rất là ok. Anh em thấy sự lợi hại của e-book nha, e-book quốc dân. Khi mà có ép book thì mà sự điều trở nên rất là dễ dàng. Còn lượng đám quả lên dây là tầm 4.500.000 đấy nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhìn đám xem, 1.232 kìa, 1.230. Buổi sáng là khi mà có ép book thì nó lên đến là 1.277 lần cơ. Đường quýt đám bây giờ của chúng ta cũng lên 35k, không có thay đổi nhiều quá. Lên được 52k đám ấy, 52k đam nguyên rùa. Đâu, đường đam cao của chúng ta đâu? 1.331,
hồi sáng là 1.277.000, bây giờ lượng đam cao nhất của chúng ta là 1.331.000. Anh em nhìn kỹ lại cái đam màu xanh nhật nhạt đấy nhé, màu xanh da trời ấy, không phải màu xanh cây này đâu nha anh em. 1.230.000 đó, cái màu như vậy. Anh em sẽ để những đam đó để anh em dễ nhìn hơn. Này mình nhìn ra là 1.331.000 so với 1.277.000 thì nó cũng chỉ ở trên nhau tầm 50 cả đam thôi nha, mà không khác bọt quá là nhiều nha anh em. À như vậy anh em đổi sang Max Pick, anh em trên nó cảm giác nó sướng hơn rất là nhiều. Tỷ lệ ra được 1.3 đam cũng rất là hiếm, nó phải phụ thuộc vào như video lần trước mình nói là phụ thuộc vào đúc của đam cũng như là đam xuyên giáp của anh em. Đấy, anh em có nhiều vật phẩm tăng đúc của đam và đam xuyên giáp thì anh em tỷ lệ xuất hiện của anh em sẽ là nhiều hơn. Đó, 1.334.000 này vừa nổi lên kìa anh em, nổi lên góc này này, anh em tua lại một chút thì anh em sẽ thấy được. Anh em tôi chậm lại, đó 1.331.000 vừa nổi lên rồi đấy, đó 1.331.000. Rồi trên đây là video của mình khi mà test nhân vật Summoner ở cái dạng là Max Dam 3.500 năng lượng. Thì như video đấy anh em cũng đã thấy được là sự khác biệt giữa 1.000 năng lượng dựa vào năng lượng, sự khác biệt giữa 1.000 năng lượng và thêm 1.000 điểm đó vào tốc độ đánh là không có quá nhiều thay đổi về đam. Nhưng mà về khả năng trụ đường thì khi mà anh em tăng quá nhiều vào năng lượng, khả năng trụ đường của anh em rất là khó. Và qua cái hai cái video build Summoner đối với nhân vật dòng Deicide là một nhân vật đi trên quốc dân đó. Summoner mà đi theo dòng lửa hạ tử thân này là thuộc dạng đi trên quốc dân của các cái Summoner online nha anh em. Anh em cũng đã lựa chọn được cho mình là nên đi theo Max Speed hay là nên tăng điểm theo Max NE rồi nha anh em. Và nếu như anh em thấy video này hay, đừng quên để lại cho mình một lượt đăng ký kênh cũng là một like nha anh em. Và anh em hãy luôn luôn để lại bình luận ở bên dưới video giúp mình về cảm nhận của anh em đối với nhân vật Summoner này. Và theo anh em, theo suy nghĩ của anh em ấy, thì nên tăng Sum là Max Speed hay là Max NE. Và hai cái video mình vừa liên tục này. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo. Lần nữa cảm ơn anh em rất là nhiều. Bye bye.